nay nhuyễn như thế này nè, các bé rất là dễ ăn. Đây là bằng cách máy cắt rau củ đó cô chú. Và mình sẽ có cái hỗn hợp như vậy, tí nó tí trộn mình tí thịt vô nữa, và các bé nó rất xả láng luôn, sáng thì sớm, rất là ngon.